chào tất cả cô chú bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bác đã trong thời gian vừa qua luôn ủng hộ kênh Đạt Xe Tải bằng cách bấm nút like, đăng ký và chia sẻ video. Và ngày hôm nay thì em sẽ review một chiếc xe tải Kia K3000 tầm tiền. Con này là đời 2012 với mức giá là 225 triệu đời 2012 và tải trọng tấn tư đời 2012. Thì về dòng Kia K3000 thì đến khi mà được cái tấn tư đủ thì đến cuối năm 2014 thì nó mới sang là K140, và đến tiếp theo là dòng Kia K165 thì mới lên tải trọng 2 tấn 4. Thì dòng xe này thì chúng ta đi chi tiết vào chiếc xe này. Con này được tấn 2. Xe đang có mặt trực tiếp tại salon xế đẹp 888. Thì cô chú bác anh chị nếu mà đang tìm một chiếc xe như thế này, hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình 0975672888 hoặc 0973950666. Em là Đạt và em ở Giang Kiên, Phú Lương, Thái Nguyên, cách ngã ba Bờ Đậu khoảng 5 km, hơn 5 km đi về phía Bắc Cạn cũ. Bên tay phải đường có biển nhấp nháy xanh đỏ xế đẹp 888. Em kinh doanh cả xe con và xe tải, các dòng bán tải cũ chất lượng. Và chiếc xe này đã được lót sàn đầy đủ. Con này đã được lót sàn đầy đủ, cho nên là cô chú bác hoàn toàn là chỉ cần về sở hữu và kinh doanh khởi nghiệp mà thôi. Đây, một chiếc xe thì chưa được gọi là đẹp xuất sắc, nhưng với giá tiền thì một chiếc xe không lỗi như thế này hoàn toàn chúng ta có thể kinh doanh và chấp nhận được và sở hữu tốt. Về thị trường cuối năm thì xe tải cũng chưa có nhiều biến động. Về xe con thì nếu thời điểm này cô chú bác mua thì sẽ an tâm hơn, về giá sẽ tốt hơn. Về cái thời điểm càng về cuối năm thì chắc chắn một điều giá xe sẽ có xu hướng tăng thêm, và khi mà mua xe cũng khó hơn. Thì cô chú bác nếu mà muốn biết sâu hơn về xe cũng như là biết sâu hơn về tình hình xe, có thể trao đổi trực tiếp với em qua số điện thoại 0973950666 hoặc là Zalo 0975672888. Thì em sẽ trao đổi trực tiếp với cô chú bác anh chị. Cái Zalo 0975672888 thì cô chú bác nếu mà chưa kết bạn được thì có thể kết bạn sang Zalo 0973950666. Đây, tất cả nội thất chiếc xe này. Em ngoài ra còn cung cấp tất cả các dòng xe tải trọng từ tấn 25, K2700, đời 2007, 2012, 2011 cho đến những cái dòng xe K165, 2017 đời mới bây giờ. Và những chiếc xe K3000 như thế này thì hiện tại đang có 2 chiếc, một chiếc K3000 đời 2012 và một chiếc K3000 đời 2012 xe đẹp hơn. Thì một chút nữa em sẽ quay clip riêng. Đó, một chiếc xe không lỗi. Thì đó là tổng thành chi tiết chiếc xe K3000 đời 2012 biển 19, tải trọng tấn 4. Cảm ơn tất cả cô chú bác đã theo dõi video clip này. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Kết bạn Zalo 0973950666 hoặc 0975672888. Xin chào cô chú, chúc cô chú một ngày mới hạnh phúc và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.